Vâng và ngày hôm nay thì em tiếp tục mở hộp và trên tay với các bác một cái sản phẩm thuốc tiêm được nhập khẩu từ Đài Loan thì đây là một cái sản phẩm mới về của shop thì sản phẩm này có tên là naseton tôn và thành phần của nó là tôn Phenamic acid thì đây là sản phẩm để phục vụ cái mục đích và yêu cầu gì thì xin mời quý vị và cũng như các bác tiếp tục theo dõi video. Đây là một cái hộp của sản phẩm, trong này sẽ có là 10 10 cái lọ và 100 ml. Thì trong cái quá trình mà điều trị các cái bệnh liên quan đến vi khuẩn cũng như virus ở trên con heo thì chúng ta thường thường bắt buộc phải sử dụng một cái thuốc hạ sốt và thông thường thì cái thuốc hạ sốt này là cái thuốc mà sẽ được sử dụng đầu tiên trong cái việc điều trị các cái căn bệnh liên quan đến vi khuẩn cũng như virus có thể gây sốt ở trên gia súc cũng như là gia cầm thì với cái thành phần là tôn acid này thì 1 ml sản phẩm có thể tiêm được cho 20 kg thể trọng và điều đặc biệt của cái sản phẩm tôn acid có trong cái sản phẩm nasotone này là nó có thể là kháng viêm giảm đau và hạ sốt kéo dài trong vòng 24 tiếng à, khác với một số cái thuốc tiêm khác giống như là anagin C hoặc là à, một số cái sản phẩm à, thảo dược mà các bác hay sử dụng à, thì cái những cái sản phẩm như vậy thì nó chỉ có tác dụng à, hạ sốt trong vòng từ à, à, 3 đến 4 giờ đồng hồ thôi vậy thì nếu trong trường hợp mà con vật mà gặp các cái biến cố và nó sốt cao sốt kéo dài thì để cho nó hạ sốt được và để cho cái thân nhiệt của nó ở trong cái trạng thái an toàn để chúng ta tiếp tục sử dụng các cái kháng sinh điều trị nó thì chúng ta phải tiêm ít nhất là À, 5 đến 6 lần à, các cái thuốc hạ sốt thì mới đảm bảo được là con vật à, duy trì được cái 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 thân nhiệt thông thường à, thậm chí à, có nhiều trường hợp thì những cái thuốc hạ sốt thông thường cũng sẽ không giải quyết và cũng không cắt được sốt để các bác tiếp tục các bác đồ chịu điều trị khác nhau thì à, những cái tình huống như vậy thì chúng ta nên à, phải sử dụng một cái thuốc có khả năng hạ sốt kéo dài à, mà có thành phần là Tolfenamic acid và đặc biệt nữa thì đây là một cái sản phẩm nó khá là uh, uh, tiện dụng để chúng ta có thể uh, pha mix với các cái loại kháng sinh khác đặc biệt ấy là trong cái việc mà các bác điều trị các cái bệnh ở trên con uh, vịt cũng như con gà thì chúng ta thường thường phải mix ba uh, thậm chí là bốn cái loại uh, thuốc cũng như là kháng sinh khác nhau trong cùng một cái mũi tiêm thì ít nhất chúng ta cũng sẽ có từ một đến hai loại kháng sinh thứ hai nữa là một cái loại thuốc bổ và thứ ba nữa là một cái loại thuốc hạ sốt thì đấy là tối thiểu là chúng ta đã có ba cái loại thuốc phải mix với nhau như vậy rồi vậy thì cái việc mà chọn một cái thuốc hạ sốt mà có khả năng hòa tan được với tất cả những cái thành phần như vậy mà không gây cái tủa không gây ảnh hưởng đến cái chất lượng của quá trình điều trị thì đây là một cái bài toán khá là đau đầu với các bác sĩ thuy y thì cái sản phẩm naseton có thành phần là tonfenamic acid được nhập khẩu từ đài loan này thì có thể giải quyết cho các bác tất cả những cái vấn đề như vậy thì đây là một cái sản phẩm có cái thời gian sử dụng là hạn sử dụng là 3 năm cho nên là các bác hoàn toàn yên tâm cộng với việc là tất cả những cái sản phẩm mà nhập khẩu từ nước ngoài thì các bác có thể yên tâm về mặt chất lượng trong cái quá trình điều trị có điều là chúng ta sẽ phải cân nhắc hơn cái vấn đề là chi phí về giá thành thôi. Chứ còn thì nếu như mà chúng ta điều trị một cái căn bệnh nào đó thì chúng ta không thể uh, tiêm uh, thuốc hạ sốt uh, 5 đến 6 lần trên một ngày được thì đây là một cái giải pháp uh, khá là toàn diện cho cái việc điều trị các cái bệnh uh, nhiễm khuẩn gây ra sốt trên con gia uh, súc, gia uh, cầm cũng như thủy cầm. Nếu như các bác quan tâm đến cái sản phẩm Nanstone có thành phần tôn Tolfenamic acid thì vui lòng liên hệ với số điện thoại được ghi trên màn hình. Hẹn gặp lại các bác trong các cái clip lần sau. Uh, xin hãy chào tạm biệt